ngôi trường Atlantic sẽ là đại học lớn nhất để em có thể tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự. Anh nghĩ là với một cái sinh viên vừa mới ra trường ở ngành marketing chẳng hạn, thì cái việc em đi làm trợ lý cho anh sẽ giúp cho em thấy được, thứ nhất, các chiến dịch marketing thực sự cho các brand và các nhãn hàng đang được làm như thế nào. Cái thứ hai, các chiến dịch marketing và truyền thông đã được ứng dụng cho các sản phẩm nghệ thuật hoặc là các hoạt động của showbiz như thế nào. Và em sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về truyền thông so với những gì trước đây mà em đã học. Hoàn toàn có thể nhờ Atlantic đưa em của em đi du học tại Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thì anh nghĩ là cái mức lương của anh mà em sống ở Sài Gòn cũng dư sức đưa em trai em đi du học bằng công ty của chị Lan rồi. Thì có hay phát sinh vào việc buổi tối hoặc là những ngày cuối tuần nhiều không ạ? Thì nhiều khi 2 giờ sáng em đang ngủ vẫn có tin nhắn giao, nhưng mà không bắt em phải thức dậy ngay lúc đó để em làm. Bây giờ tôi muốn các sếp hãy thể hiện các offer của mình cụ thể bằng con số. Được. Trước khi chúng tôi công bố các offer của các sếp thì chúng tôi muốn cho quý vị xem cũng như là các sếp xem mức lương. $12 triệu. Tôi nghĩ là một cách đặt vấn đề cũng rất là vừa phải, bởi vì là bạn 22 tuổi vừa ra trường. Xin mời offer đầu tiên. $12,868,686 đến từ sếp Nguyễn Trung Hiếu với vị trí là nhân viên marketing ở miền Nam. Sếp Hiếu vẫn cho rằng là với một thành tích học tập như thế này thì rất nên tận dụng cái kiến thức về công việc marketing đấy để áp dụng trong thực tế. Chúng ta đến với offer tiếp theo. Xin mời. $12,500,000 đến từ sếp Ngọc Lan và vị trí là nhân viên nhân sự. Một vị trí công việc khá là trùng với lại mong muốn về công việc của bạn trong tương lai. Và mức lương thì cũng vượt qua mức lương kỳ vọng của bạn. Sau đây sẽ là một offer cuối cùng, một offer mà chúng tôi rất hồi hộp đến từ sếp Tiến. $13,456,789. Đấy là offer từ sếp Phạm Minh Hữu Tiến với vị trí là trợ lý giám đốc và quản lý talent. Như vậy là bạn đã có cả 3 offer đều vượt qua mức lương kỳ vọng. Tức là bạn có thêm một cơ hội nữa là mình sẽ ra trao đổi cùng với 3 sếp để xem chọn ra đâu là offer mà bạn thấy phù hợp nhất và chốt deal. Em muốn dành câu hỏi cho sếp Hiếu là với vị trí marketing mà sếp Hiếu hướng đến thì có đòi hỏi nhiều về digital marketing không ạ? Cái vị trí này đầu tiên tôi chia sẻ với bạn, đây là vị trí junior. Bạn sẽ bắt đầu có một cái quá trình học rồi và bây giờ bạn sẽ hành. Bạn sẽ được thực hiện những cái bắt đầu những cái công việc mà bạn được học trên nhà trường, bạn sẽ được áp dụng thực tế. Và đối với cái vị trí này chủ yếu liên quan đến việc phát triển về thương hiệu, phát triển về sản phẩm nhiều hơn là digital. Em muốn dành câu hỏi thứ hai dành cho sếp Tiến. Công ty của mình có bắt buộc cố định thời gian làm không ạ? Công ty của anh thì có bắt buộc thời gian cố định làm, nhưng mà sẽ là ở các vị trí thiên về sản xuất. Ví dụ như là ở nhà máy xí nghiệp thì bắt buộc phải có giờ giấc dậy rồi. Nhưng riêng đối với cái vị trí của em là trợ lý giám đốc và quản lý talent đó, thì không có bắt đi làm sáng vô check in rồi chiều vô check out. Nhưng mà cũng chính vì vậy, cái công việc của em nhiều khi nó cũng sẽ không có giới hạn về thời gian. Nhiều khi nửa đêm cũng sẽ có người gọi em, hoặc là em đang ở nhà cũng có người gọi em. Nhưng mà không nhất thiết ngày hôm nào em cũng sẽ cần phải đến công ty. Dạ, em cảm ơn sếp Tiến ạ. Em biết được sếp Lan là một người hướng đến người trẻ khá là nhiều. Điều gì mà thôi thúc sếp Lan nghĩ rằng em có thể có năng lực mà sếp Lan chọn em? Là bởi vì bạn có giám đốc nhân sự, có các trưởng phòng, và họ đã có tất cả những quy trình tiêu chuẩn, kinh nghiệm làm việc hàng vài chục năm cả với người nước ngoài và người Việt, cũng như là rất nhiều các hoạt động văn hóa trong công ty, thì ở đó em sẽ học được rất nhiều để có thể trưởng thành. Nếu như bước trong trường đại học em đã học marketing và em va chạm với các hoạt động của mình, cũng như là có một chút kinh nghiệm ở trong cái học viện của em ấy, thì môi trường Atlantic sẽ là đại học lớn nhất
để em có thể tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự. Anh nghĩ là với một cái sinh viên vừa mới ra trường ở ngành marketing chẳng hạn, thì cái việc em đi làm trợ lý cho anh sẽ giúp cho em thấy được, thứ nhất, các chiến dịch marketing thực sự cho các brand và các nhãn hàng đang được làm như thế nào. Cái thứ hai, các chiến dịch marketing và truyền thông đã được ứng dụng cho các sản phẩm nghệ thuật hoặc là các hoạt động của showbiz như thế nào. Và em sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về truyền thông so với những gì trước đây mà em đã học. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa năm phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.